Tinh Tổng Giáo Phận Hà Nội Đức Tân Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã về Hà Nội Vào lúc 17 giờ 57 chiều Chủ nhật 16 tháng 12 năm 2018 Đức Tân Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã về Hà Nội Trong không khí vui mừng của Cộng đoàn Dân Chúa đón Đức Tổng Giám mục Du Xe tại sân nhà thờ chính tòa có Đức Hồng Y phê -rô Nguyễn Văn Nhơn, cha An Tôn Nguyễn Văn Thắng, chính sứ giáo sứ chính tòa cùng cộng đoàn. Tháp tùng cùng Đức Tổng Giám mục Du Xe từ tòa Giám mục Hải Phòng có Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha trong ban tư vấn, quý cha quản hạt và đại diện các dòng tu và giáo dân. Cùng tháp tùng trong đoàn còn có quý cha và một số anh chị em giáo dân thuộc giáo phận Hải Phòng ngay tại sân thép trước cửa nhà thờ, Đức Tổng Giám Mục Du Xe đã hôn kính thánh giá chúa và rảy nước phép trên dân chúng đang tụ họp đông đảo trong quảng trường. Ngài đã tiến vào nhà thờ chính tòa giữa sự hiện diện đông đảo anh chị em tín hữu. Toàn thể cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho đấng chủ chăn của mình. Sau khi ban phép lành trên cộng đoàn, Đức Tổng Giám Mục Du Xe đã trở về tòa Tổng Giám Mục với sự hiện diện của vị mục tử mới trong ngày Chủ nhật của niềm vui, Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Niềm vui của Cộng đoàn Tổng giáo Phận Hà Nội được hiện rõ trên nét mặt mỗi người. Ngài bày tỏ sự cảm kích trước hình ảnh Đức Hồng Y phê chờ đón Ngài dù ngoài trời giá rét. Ngài bày tỏ lòng biết ơn với Đức cha Lorenzo, đã thân hành cùng Ngài từ Hải Phòng về Hà Nội đối với ngài, sự đón tiếp thân tình của cộng đoàn là dấu chỉ về lòng yêu mến, sự hiệp thông và kỳ vọng của mọi người và điều đó càng khiến ngài cảm thấy lo lắng vì không biết mình có đáp ứng được không. Nhưng ngài bày tỏ sự vững tin vì ngay khi ngài bước chân tới cộng đoàn, những lời cầu nguyện của cộng đoàn đã vang lên để cầu nguyện cho ngài. Tiếp đó, Đức Tổng Giám mục Dusse đã nói đến vẻ đẹp của một giáo hội hiệp thông và phẩm trật một cộng đoàn cần người lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu, mẫu gương về sự phục vụ. Trước khi ngắt lời, Đức Tổng Giám mục Du Xe đã xin mọi thành phần dân Chúa hãy cầu nguyện cho Ngài, giúp đỡ Ngài trong sứ vụ phục vụ dân Chúa tại Tổng Giáo phận Hà Nội, để gìn giữ những gì tiền nhân đã để lại và cùng nhau thăng tiến. Ngài quả quyết, vì nếu không có sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, thì dù Giám mục có nỗ lực đến mấy, kết quả cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Sau những giây phút cầu nguyện trước nhan thiên chúa, đức tổng giám mục du xe đã ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện. Lời chào thân tình của đức tổng giám mục du xe đến mọi thành phần dân chúa đã khai mở những tâm tình đầu tiên của vị mục tử đối với đoàn chiên của mình.